nhà đầu tư, chuộng sâu phơ ê trong khu đô thị ở Phú Quốc. Quy tắc vàng bị bỏ quên là dòng sản phẩm BDS thịnh hành tại Phú Quốc, nhưng việc lựa chọn được những căn nhà phố có tiềm năng sinh lời cao là không dễ với giới đầu tư. Lý do cũng bởi xu hướng chạy theo nhà phố vị trí, kim cương, vốn được ưa chuộng, nay đã không còn là chọn lựa duy nhất. Những căn nhà phố, mặt tiền, nếu chủ sở hữu chưa tìm được mô hình kinh doanh phù hợp, dòng tiền nhà đầu tư dễ gặp rủi ro mắc kẹt. Theo các chuyên gia địa ốc, đây là hệ quả tất yếu khi nhà đầu tư bỏ quên quy tắc cơ bản trong chọn lựa địa điểm kinh doanh, đó là vị trí phải phù hợp với mô hình kinh doanh, bài toán đầu tư chưa được tính toán kỹ lưỡng. Từ bài học thị trường, BDS Đảo Ngọc hiện ghi nhận một xu hướng đầu tư khá đặc biệt, đó là săn tìm các căn nhà phố có vị trí không hào nhoáng nhưng lại sở hữu ưu điểm sát thực cho việc vừa ở vừa kinh doanh thuận lợi. Một môi giới lão làng tại Phú Quốc cho hay, đầu tư ở Phú Quốc hiện nay có thêm lựa chọn là nhà phố nằm trong tổ hợp du lịch hay các khu đô thị mới. Với một dự án tốt thì ở gần bất cứ vị trí nào cũng có tiềm năng kinh doanh sinh lời. Nhà đầu tư không còn quá mặn mà với các căn dãy A mà có xu hướng tìm hiểu kỹ để chọn các căn phù hợp. Cũng theo giới đầu tư lâu năm, xu hướng này thực tế không quá lạ. Ngay ở Việt Nam, tại một điểm đến du lịch nổi tiếng khác là Hội An, dễ nhận thấy có không ít cửa hiệu, nhà hàng tuy nằm ở ngõ nhỏ, nhưng luôn tấp nập người mua kẻ bán, kinh doanh thu lời ổn định từ nguồn khách tấp nập ở khu đường chính. Đặc thù của các địa điểm kinh doanh này là sở hữu vị trí yên tĩnh, phù hợp cho các loại hình như spa, cafe hay làm home tay cho thuê. Trên thế giới, mô hình các ngôi làng cổ như Low Valley, Devon, làng Cursey, xa phớp những điểm đến thu hút hàng triệu khách du lịch tại Anh cũng là ví dụ điển hình cho việc sở hữu các BDS kinh doanh thuận lợi mà không cần nằm tại mặt đường lớn, đại lộ lộng lẫy. Tính bổ trợ của quần thể mang lại hiệu quả bất ngờ cho hoạt động kinh doanh ở các khu phố này. Cuộc săn tìm nhà phố ở những khu đô thị kiểu mẫu, phát triển theo mô hình của Hội An hay Singapore, những khu đô thị thương mại hiện đại ngày nay bên cạnh thiết kế phù hợp vừa ở vừa kinh doanh, còn chú trọng hơn vào thẩm mỹ thiết kế đồng bộ, đồng thời quy hoạch ưu tiên cho thương mại dịch vụ. Quy hoạch khoa học giúp du khách thuận tiện trong lộ trình nghỉ ngơi, mua sắm, giải trí. Tại Phú Quốc, một khu đô thị đảo kiểu mẫu được xem là mảnh ghép còn thiếu của bức tranh đô thị nơi đây. Chính vì vậy, mới đây, thông tin một dự án khu đô thị hiện đại được đầu tư bài bản và đồng bộ sắp sửa hình thành tại Nam đảo đã nhận được nhiều sự quan tâm của người dân và giới đầu tư. Được biết, dự án này được quy hoạch trên diện tích khoảng 3,5 ha tại thị trấn An Thới. Tại đây, chủ đầu tư Sun Group sẽ xây dựng khu đô thị liền kề biển, tiện nghi, khép kín, đầy đủ các tiện ích như vườn hoa, công viên, tiểu cảnh, hệ thống an ninh hay khu vực phát triển trường học, bệnh viện. Các sản phẩm chủ yếu tại khu đô thị là nhà phố với nhiều phân khu sở hữu vị trí, không gian cảnh quan khác nhau, có nhiều mức giá đa dạng phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh, đặc biệt là các dịch vụ cho khách du lịch. Theo chủ đầu tư, nắm bắt xu hướng hiện nay, dự án sẽ mang đến chính sách bán hàng và ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng tiếp cận ở thời điểm đầu tiên. Với các dòng sản phẩm có mức giá đa dạng và thuận lợi cho bài toán tài chính, nhiều nhà đầu tư đang chờ đợi cơ hội để kiếm lời ở thị trường đi lên mạnh mẽ như Nam đảo khu vực đang lột xác mỗi ngày với sự hình thành của hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, bao gồm các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới như JW Marriott Fukuoka Bay nằm trong top 50 khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới ở bãi Kem, Premier Villa Fukuoka Resort, Sun Premier Villa The Eden Bay, cáp treo Hòn Thơm cáp treo dài nhất thế giới và tổ hợp vui chơi giải trí Sun Wonhon Thom Nature Park. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.